Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi và bây giờ là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh tăng cường nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ. Tổng thống Joe Biden vừa ký sắc lệnh yêu cầu tăng cường nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ. Sáng kiến này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giới trong cách thử nghiệm lâm sàng và chăm sóc sức khỏe, cũng theo sắc lệnh này, các cơ quan khoa học liên bang sẽ thu thập dữ liệu toàn diện về sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt là sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì các tình trạng như viêm khớp dạng thấp, đau tim, đột quỵ và loãng xương thường dễ xảy ra hơn sau khi phụ nữ mãn kinh. Chính phủ cũng sẽ đầu tư 200 triệu Mỹ Kim trong năm tài chính 2025 vào quỹ sức khỏe phụ nữ mới do Viện Y tế Quốc gia giám sát. Nhà hoạt động ủng hộ bảo vệ sức khỏe phụ nữ Maria Shriver đánh giá quyết định trên có ý nghĩa quan trọng vì phụ nữ chiếm hơn 60% số người mắc bệnh Alzheimer. Cũng theo bà, phụ nữ cũng chiếm tới 80% số người mắc bệnh tự miễn. Việc nghiên cứu về vấn đề sức khỏe của người phụ nữ tại Mỹ lâu nay chưa được chú trọng và thiếu kinh phí. Mãi đến những năm 90 của thế kỷ trước, chính phủ liên bang mới đưa vấn đề sức khỏe của phụ nữ vào nghiên cứu y tế do liên bang tài trợ. Tuy nhiên, trong phần lớn lịch sử y học, nghiên cứu khoa học hầu như dựa hoàn toàn vào những dữ liệu từ nam giới. Ông Donald Trump bị thất bại trong việc ngăn chặn ông Michael Cohen cùng với cô Stormy Daniel ra tòa làm chứng Cựu Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump mới đây đã bị thất bại trong những cố gắng ngăn chặn ông Michael Cohen và cô Stormy Daniels ra khai tại phiên tòa xét xử ông về các cáo buộc liên quan tới khoản tiền bịt miệng mà ông Cohen là luật sư cũ của ông Trump đã trả cho cô Daniels là ngôi sao phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016 theo hãng tin Reuters, vào hồi tháng trước, ông Trump đã nộp đơn kiện đòi chánh án Juan Merchan phải ngăn chặn hai nhân vật nói trên không được cho họ ra làm chứng với lập luận rằng ông Michael Cohen có tiền sử nói dối và có khả năng sẽ nói dối lần nữa. Còn cô Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, sẽ tìm cách sử dụng phiên tòa để kiếm tiền từ câu chuyện này khi từ chối yêu cầu của ông Trump về việc ngăn chặn ông Cohen, thì chánh án Merchant viết rằng ông không biết bất kỳ cơ sở nào cho lý do ngăn cản của ông Trump. Đó là một nhân chứng bị truy tố nên không ra làm nhân chứng vì uy tín của người đó bị nghi ngờ. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa này đã không nhận trách nhiệm trước 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy việc hoàn trả cho ông Michael Cohen số tiền mà ông này ứng trước để trả cho cô Daniel để đổi lấy sự im lặng của cô về vụ quan hệ tình dục mà ngôi sao phim khiêu dâm này nói là đã có với ông Trump hồi năm 2006. Cựu tổng thống Trump đã phủ nhận mối quan hệ này. Phiên tòa ban đầu được lên kế hoạch xét xử vào ngày 25 tháng 3, thế nhưng vào tuần trước đã bị trì hoãn cho đến ít nhất là giữa tháng 4 do có tranh chấp vào phút cuối về việc tiết lộ bằng chứng. Chánh án Merchant dự trù là sẽ quyết định ngày xét xử mới sau so phiên tòa ngày 25 tháng 3. Vụ án này là một trong bốn cáo trạng hình sự mà ông Trump phải đối mặt khi chuẩn bị ra tranh cử vào tháng 11 năm nay. Dẫn tin liên quan đến ông Trump, ông Trump tố về dân chủ xuyên tạc phát ngôn bể máu Cựu Tổng thống Donald Trump vừa cáo buộc Đảng Dân Chủ cố tình diễn giải sai phát ngôn của ông về việc sẽ có bể máu với ngành xe hơi Mỹ nếu như ông thất cử. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng từ bể máu chỉ đơn thuần đề cập tới lượng hàng xuất cản mà ông Joe Biden, người đang giết chết ngành xe hơi Mỹ, cho phép vào nước Mỹ. Ông Trump đề cập phát ngôn của ông tại tiểu bang Ohio trước đó 2 ngày tại cuộc meeting, ông tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với tất cả xe hơi chế tạo bên ngoài nước nếu ông quay trở lại tòa Bạch Ốc vào cuối năm nay, chủ yếu với xe hơi Trung Quốc sản xuất tại Mexico. Ông nói họ sẽ không thể bán được xe nhập cản nếu như tôi đắc cử. Còn nếu tôi thất cử, sẽ có bể máu cho ngành này nói riêng và toàn thể nước Mỹ nói chung. Phát ngôn của ông Trump nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán về dân chủ và những người chỉ trích cho rằng Ông đang kêu gọi người ủng hộ có hành động bạo lực trong trường hợp ông thất cử vào cuối năm nay. Trên mạng xã hội ngày 19 tháng 3, ông Biden viết rõ ràng là ông ta muốn một sự kiện 6 tháng 1 nữa, đề cập tới vụ bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội vào đầu năm 2021. Trong đó, ông Trump bị phe dân chủ cáo buộc là người đã kích động gây ra sự việc. Trong khi đó, những người ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump lập luận rằng phát ngôn của ông đã bị tách rời khỏi ngữ cảnh và ông Trump rõ ràng đang nói về việc ngành công nghiệp xe hơi Mỹ sẽ bị hủy hoại nếu như Tổng thống Joe Biden tái đắc cử. Còn ông Trump thì nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 18 tháng 3 rằng những người công nhân làm việc trong ngành xe hơi hoàn toàn hiểu ý của ông. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ gia hạn lệnh cấm tiểu bang Texas không được sử dụng công lực để bắt giữ các di dân tối cao pháp viện Hoa Kỳ vừa gia hạn lệnh cấm đối với đạo luật SB4 của tiểu bang Texas. Đó là cho phép các giới chức công lực tiểu bang này có thẩm quyền để bắt giữ những di dân nghi ngờ là nhập cư trái phép. Những người phản đối gọi đạo luật SB4 này là những quyết tâm mạnh mẽ nhất của một tiểu bang muốn kiểm soát việc nhập cư kể từ đạo luật của tiểu bang Arizona hơn một thập niên trước đây, là một phần trong số đó đã bị tối cao pháp viện bác bỏ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Texas cho hay luật của tiểu bang này phản ánh luật liên bang và được thông qua để giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở khu vực biên giới phía nam của Hoa Kỳ, khiến cho người dân của tiểu bang Texas bị tổn thương hơn bất kỳ ai khác. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã khởi kiện để bác bỏ áp dụng luật này của Texas và cho rằng sẽ chiếm đoạt quyền lực cốt lõi của liên bang về vấn đề nhập cư, làm tổn hại tới quan hệ quốc tế và tạo ra sự hỗn loạn trong việc quản lý luật nhập cư. Các nhóm dân quyền cho rằng luật này có thể dẫn tới vi phạm quyền công dân và phân biệt chủng tộc. Một thẩm phán liên bang ở tiểu bang Texas đã bãi bỏ luật này vào cuối tháng 2. Thế nhưng, Tòa kháng án liên bang địa hạt số 5 đã nhanh chóng giữ nguyên phán quyết đó, khiến cho chính phủ liên bang kháng cáo lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Vào năm 2012, tối cao pháp viện đã hủy bỏ những phần quan trọng của luật Arizona cho phép cảnh sát bắt giữ những người vi phạm luật nhập cư liên bang. Cuộc chiến về luật nhập cư của tiểu bang Texas là một trong nhiều tranh chấp pháp lý giữa các giới chức của tiểu bang Texas và chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc tiểu bang này có thể đi bao xa để tuần tra biên giới Texas và Mexico, đồng thời ngăn chặn việc vượt biên bất hợp pháp. Những tin liên quan đến Hoa Kỳ, thị trưởng New York là Eric Adams đang đối mặt với một vụ kiện tố cáo hành vi tấn công tình dục của ông vào năm 1993 Cựu trợ lý hành chính của cảnh sát Lona Beach Matura cho biết rằng Adams khi đó là một cảnh sát đã tấn công cô trong khi anh ta đang chở cô về nhà. Beach Matura tuyên bố rằng Adams đã đòi quan hệ tình dục với cô và sau đó còn ép cô bằng cách đẩy tay cô vào bộ phận sinh dục của anh ta. Trong hồ sơ đơn kiện, Beach Matura cũng cáo buộc rằng dù tấn công xảy ra khi cô và Adams làm việc cho Sở Cảnh sát Giao thông của thành phố New York, Cô cho biết Adams hứa thăng chức cho cô và đưa cô về nhà sau giờ làm việc. Nhưng thay vì đi thẳng về nhà của cô, anh ta đã dừng lại ở một bãi đất trống gần sông Hudson và yêu cầu có quan hệ tình dục. Adams đã phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của ông nói rằng thị trưởng từ chối hoàn toàn các cáo buộc và mong đợi sự minh oan trước tòa. Thưa quý vị, Beach Matura đang đòi bồi thường ít nhất là 5 triệu Mỹ Kim trong vụ kiện này. Cộng đồng mạng đã phản ứng mạnh mẽ sau thông tin về sự việc. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, người dân không nên trả tiền cho việc bào chữa cho Adams. Dự việc này đang tiếp tục được theo dõi và đòi hỏi một cuộc điều tra cẩn thận để làm rõ sự thật. Tiếng liên quan tới vụ nổ súng chết người ở Alabama và một người đàn ông gốc Việt bị bắt giữ. Cảnh sát đã chính thức công bố danh tính của nạn nhân và nghi can trong một vụ xả súng làm thiệt mạng một người ở chung cư Bella Apartment hồi gần đây. Theo một thông cáo báo chí, thì cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Mobile MPD được gọi tới chung cư Bel Apartment sau 4 giờ chiều Chủ nhật để trình báo về việc một người đàn ông bị bắn chết. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện Iron Law 24 tuổi, đã qua đời vì bị trúng đạn. Sau đó, cảnh sát tìm thấy nghi can là Alex Trần, 25 tuổi, tại chỗ rồi bắt giữ người này. Trong khi điều tra, cảnh sát tìm hiểu được rằng hai người đàn ông kia được cho là quen biết với nhau từ trước và trước khi dẫn tới vụ nổ súng thì hai người này đã cãi vã với nhau. Sau đó Alex Chen bị đưa tới nhà tù Mobile Metro và bị buộc tội giết người. Hàng không mẫu hạm của Mỹ chậm tiến độ 18 tháng. Theo tài liệu ngân sách năm tài khóa 2025 của Hải quân Mỹ công bố vừa qua, hàng không mẫu hạm USS Enterprise thuộc lớp 4 sẽ được bàn giao vào tháng 9, 2029, muộn hơn 18 tháng so với lịch bàn giao dự kiến trước đó là tháng 3, 2028. Tài liệu của Hải quân Mỹ cho biết tiến độ bàn giao tàu USS Enterprise bị chậm trễ do gián đoạn cung cấp nguyên liệu và chuỗi cung ứng. Ngoài lùi thời gian bàn giao chiến hạm Enterprise, Hải quân Mỹ còn hoãn đặt mua hàng không mẫu hạm thứ 5 thuộc lớp 4 Dũng dự kiến thay thế cho tàu USS Theodore Roosevelt. Thương vụ này ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào năm tài khoá 2028, nhưng đã bị đẩy sang năm 2030. Hải quân Mỹ năm ngoái cân nhắc quyết định hoãn mua hàng không mẫu hạm lớp 4 với số thân CVN-82 và CVN-83 do quân đội nước này muốn ký hợp đồng mua theo lô để không phải bổ sung tùy chọn hợp đồng sau mỗi năm. Ngoài ra, lý do khác đến từ việc hàng không mẫu hạm Enterprise trễ hẹn bàn giao. Vào tháng 10 2023, Jay Stephanie, khi đó là quyền trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ, phụ trách nghiên cứu, phát triển và mua sắm, giải thích tàu Enterprise trễ hẹn bàn giao do tình trạng thiếu lao động, tác động của đại dịch COVID-19 và vấn đề với các bên cung cấp Thưa quý vị, USS Enterprise là siêu hàng không mẫu hạm thứ ba thuộc lớp 4. Chiếc đầu tiên thuộc lớp này là USS Gerald R. Ford, được bàn giao vào tháng 4 2017 và được sử dụng sau đó 2 tháng. Thưa quý vị, hàng không mẫu hạm lớp Ford thứ hai là USS John F. Kennedy, đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến bàn giao vào năm sau.